với chương trình mang tên Alumni Talk, câu chuyện từ những người đi trước, với sự tham gia của các bên là cựu sinh viên từng học tập tại trường, các giảng viên, những người đi làm, và các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận, nhìn nhận về các vấn đề tân sinh viên thường gặp ở nhiều cái cách đa dạng nhất. Và ngay sau đây em xin kính mời cô Nguyễn Hồng Anh, cô Nguyễn Thị Lan Phượng và anh Nguyễn Huy Phước có thể lên đây để có thể trao đổi với tất cả các bạn tân sinh viên. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để dành tặng cho cô Phước, cô Hồng Anh và anh Phước sẽ lên để chia sẻ những đôi điều, những kinh nghiệm quý báu đến từ các thầy cô khi mà đến từ anh ạ. Em xin trân trọng kính mời ạ. Chào anh ạ. Theo như em được biết thì anh từng là sinh viên K20 của trường Đại học Thăng Long mình, và hiện giờ thì anh đang là biên tập viên và anh là huấn luyện viên bóng đá tại đội tuyển Cao Tốc. Thì anh có thể giới thiệu một chút về mình nhiều hơn được không? Trước tiên thì xin được gửi lời chào tới ban lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô cũng như là các bạn tân sinh viên đang có mặt ở đây. Mình thì tên là Nguyễn Huy Phước, trước đây là sinh viên khoảng 20 của trường Đại học Thăng Long, thì đó là cái thời điểm mà cũng như là rất là nhiều cái suy nghĩ của các bạn trẻ ở thời điểm đó, thì mình vào trường Đại học Thăng Long trong cái tư thế là một người thi trường đại học ở một ngôi trường khác, tức là thời điểm đó thì người ta đánh giá rất là cao những ngôi trường công lập. Tuy nhiên thì sau khi vào trường được những cái quãng thời gian rất là ngắn thôi, thì mình đã từ bỏ ý định là mình thi lại cái lần thứ hai. Bởi vì sao? Bởi vì ngôi trường Đại học Thăng Long có thể nói là đã giúp ích cho tôi rất là nhiều. Cái quãng thời gian đó thì ở trường cũng đã có rất là nhiều những cái hoạt động để mình có thể tham gia và lớn lên. Còn về cái công việc sau này mà mình đã có được, đó là việc làm MC cũng như là bình luận viên, thì nó trải qua rất là nhiều quá trình. Trước tiên đó là ra trường thì mọi thứ rất là bộn bề. Cái công việc, cái ngành nghề mà mình đã theo học ở trường Đại học Thăng Long đó là ngành nghề tài chính ngân hàng. Và khi mà ra trường thì đương nhiên là một người sinh viên người ta rất là muốn cống hiến cho những cái công việc mà mình đã từng học ở trong trường. Nhưng mà không ai biết được rằng là cái tình yêu thực sự của chúng ta là gì. Bởi vì chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái công việc thì mới hiểu được rằng là đâu mới là cái công việc mình yêu thích. Và thật may mắn khi mà cũng phải nói là may mắn khi mà tôi đã trải qua rất là nhiều những cái cuộc thi về những cái trường, những cái công việc về ngân hàng để vào những cái ngân hàng. Nhưng mà cuối cùng là trải qua rất là nhiều những cái bài kiểm tra, đến những cái buổi phỏng vấn đối mặt với cả những cái vị giám khảo, thì người ta cảm thấy là bạn này hiền quá, không làm tín dụng được. Thì cuối cùng là nhờ có những cái lần mà ba vấp như vậy thì cái kinh nghiệm cũng đã lớn dần lên, và cái suy nghĩ trong đầu mình lúc đấy chỉ là có một cái công việc gọi là lương khoảng 5 triệu thôi cũng đã cảm thấy là thoải mái rồi. Bởi vì thời điểm đấy thì chúng ta biết là đồng tiền cũng chưa bị trượt giá quá nhiều, và cái nền kinh tế ở thời điểm đó cũng đang bị khủng hoảng. Tuy nhiên thì nhờ cái việc mà mình đi thi nhiều vào các cái trường và cái ngân hàng như thế, thì nó đã giúp cho mình mạnh dạn hơn trong cái việc giao tiếp với cả những cái vị giám khảo như thế, và nhận thấy có một cái cơ hội rằng là mình có thể tham dự một cái chương trình truyền hình thực tế ở truyền hình Nga Cộng. Thì thời điểm đó trong đầu mình nghĩ chỉ là một cái sự trải nghiệm thôi, chúng ta tìm hiểu xem rằng là ở thời điểm đó thì cái truyền hình thực tế nó là như thế nào, mình thi thì nó sẽ ra sao. Và thật may là càng thi thì lại càng vào sâu, bởi vì là như cô Lan Phượng cũng đã chia sẻ, chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ. Thì trước đó đã từng có những mối quan hệ ở trong những cái câu lạc bộ bóng đá, cụ thể đó là AC Milan VM, thì đó là cái câu lạc bộ mà mình yêu thích ở trong môn bóng đá. Họ đăng tải lên rằng là có một cái cuộc thi như thế, và cũng trước đó cũng đã từng có offline với nhau và bình luận với một bình luận viên của bóng đá Việt Nam mình, đó là bình luận viên Anh Ngọc. Thì anh ấy cũng dường như nhận ra mình khi mà mình tham dự cái cuộc thi đó, và nhờ đó mà những cái câu hỏi người ta dành cho mình cũng trở nên rõ ràng hơn, vì người ta hiểu rằng là mình yêu thích câu lạc bộ nào. Và cuối cùng là cứ càng thi vào sâu thì cái sự may mắn nó lại càng đến, và thật may là cuối cùng
cái công việc là cũng đã chọn được mình và mình cũng đã tìm thấy một cái niềm yêu thích, tức là vừa là một cái sự yêu thích về thể thao, vừa là một cái công việc nó cũng mang lại cái thu nhập gọi là ổn định như là MC vừa nói đấy. Vâng, em rất là cảm ơn anh. Đấy là về anh Phước. Vậy không hiểu về cô, cô Hồng Anh có thể chia sẻ về mình đã có một cái cơ duyên nào để ở lại trường, hoặc là mình sẽ có một cái cơ duyên nào để đến con đường sư phạm này không cô? Xin chào tất cả các bạn. Thì lúc nãy mình cũng đã giới thiệu rồi, mình tên là Nguyễn Thị Hồng Anh và mình là cựu sinh viên khóa K20 cùng khóa Vạn Phước. Thì mình cảm thấy là sau khi mà nghe Vạn Phước chia sẻ thì thấy mình thực sự là may mắn hơn rất là nhiều bạn. Bởi vì khi mà bước chân vào trường Đại học Thăng Long, mình học chuyên ngành kế toán, thì khi mà bước chân vào là mình rất là may mắn khi mà mình đã tìm được cái niềm đam mê thực sự, yêu thích thật sự của mình, đó là với cái chuyên ngành kế toán này. Và mình cái năm đầu tiên khi mà mình học các môn đại cương ấy, thì thực sự là mình học hành rất là bết bát, và mình cũng đã từng nói với rất nhiều bạn sinh viên rồi là cái điểm phẩy trung bình năm đầu tiên của mình chỉ khoảng 6,79. Thế nhưng mà sau đó khi mà ra trường học các môn chuyên ngành thì điểm trung bình của mình là 9,2. Và mình may mắn mình là thủ khoa đầu ra năm 2011 của trường mình. Thì khi mà bắt đầu vào những cái môn chuyên ngành thì mình cảm thấy mình rất là yêu thích môn học này và mình thực sự gắn bó với nó. Và sau đó thì rất là nhanh chóng là đến khoảng năm thứ 2, thứ 3 là mình đã bắt đầu tự tìm hiểu mày mò, viết CV, gửi cover letter đến các nhà tuyển dụng rồi, mặc dù khi đó mình chưa hề ra trường. Và mình cũng va chạm rất là nhiều bởi các cuộc phỏng vấn và tuyển dụng. Mặc dù mình biết chắc chắn rằng là khi mà lúc đó mình chưa có bằng thì người ta sẽ không nhận mình đâu, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục là gửi CV để người ta đến, người ta phỏng vấn để mình cọ sát hơn thôi. Và ngay sau khi mình ra trường thì mình cũng có cơ hội được làm việc tại một công ty kiểm toán. Sau một quãng thời gian làm một công ty kiểm toán, mình làm trợ lý kiểm toán ở đó và tích lũy được một số các cái kinh nghiệm thì mình chuyển sang một công ty liên doanh để làm kế toán tổng hợp. Thế và làm được ở đó khoảng hơn một năm thì bắt đầu là trường có liên hệ, là lúc đó có tuyển dụng để giáo viên. Thì thực tế là trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gắn bó với nghề giáo cả. Hồi xưa khi mà bố mẹ học cấp 3 đấy, thì bố mẹ cũng có hỏi là thì có muốn học sư phạm không? Thế nhưng mà mình chắc định là mình bảo rằng là mình không bao giờ mình muốn làm nghề giáo đâu. Thế nhưng sau đó khi mà trường có buổi tuyển dụng như thế thì mình với một tâm thế mình quay lại và mình vẫn rất nhớ rất rõ là cái buổi phỏng vấn đó thì mình gặp thầy hiệu trưởng, thầy Phú. Thì thầy có hỏi là em đang làm một cái công ty liên doanh như thế này cũng là khá ổn định và thầy thấy là cũng khá tốt nên tại sao em lại muốn quay trở về trường để giảng dạy. Thì mình cũng có nói rằng là thực tế với mình thì tất cả với trường Đại học Thăng Long nó như một cái duyên. Và thực sự sau 4 năm học tập thì trường đã cho mình rất là nhiều thứ rồi. Và bây giờ quay trở lại trường chỉ với một người mong muốn, đó là có thể đóng góp một cái phần công sức, một sức lực nhỏ bé của mình để góp phần cho trường Đại học Thăng Long ngày càng phát triển hơn. Và có thể đào tạo được, có thể truyền được một cái động lực học nào đấy cho các bạn tân sinh viên, các bạn sinh viên của mình học về chuyên ngành kế toán. Và sau đó thì mình đã được tuyển dụng và hiện tại cũng đã gắn bó với trường Đại học Thăng Long được hơn 5 năm rồi. Mình xin cảm ơn. Cảm ơn em, xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô ạ. Bây giờ xin phép là được gọi là chị Phượng, cho cảm thấy chị trẻ hơn và thân thiện với các bạn sinh viên hơn. Thì theo anh được biết là chị đã từng có kinh nghiệm giảng dạy và cũng là designer tại công ty là Slide Factory. Và chị hiện giờ là đang đào tạo về đội tuyển team Microsoft Office. Thì chị có, chắc chắn là chị có rất nhiều kinh nghiệm trong marketing rồi. Cũng như chị đã chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên ngồi đây là bí kíp gì để vượt qua các môn tin học mà nhiều bạn là chắc chắn là rất là khó để vượt qua này ạ. Đúng ạ. Thực ra là các bạn sẽ thấy cái CV của mình đó là hiện tại là đang dạy về đi học văn phòng. Nhưng ở đại học là mình muốn học ngành tài chính ngân hàng, không hề liên quan gì đúng không ạ? Như mình đã nói là chúng ta khi mà các bạn tham gia nhiều các hoạt động xã hội, các bạn sẽ khám phá thêm những cái khả năng của mình. Thì mình thấy là mình có một cái đam mê để làm những cái điều không giống ai cả. Thì mình sẽ kết hợp với việc là chúng ta có cái công cụ trong tay, đó là về kinh học văn phòng.
sau đó thì các bạn thêm một chút nữa về thiết kế đồ họa, thiết kế design đó, các bạn có thể sẽ tự xây dựng và tham gia vào những cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Còn ở trong trường thì mình nghĩ là đến thời điểm này các bạn có rất là nhiều điều kiện thuận lợi để có thể hoàn thành tốt các cái môn về tin học văn phòng. Cho các bạn ở đây mà học các môn về Word, Excel, PowerPoint cũng có thể sẽ gặp lại mình đấy. Thì các bạn đã có những cái phần cơ sở vật chất hỗ trợ các bạn rất nhiều, đó là các phòng máy. Và thực ra một cái câu mà làm sao để học tốt những môn này thì các bạn cần luyện tập, thực sự là cần luyện tập. Còn không ai sinh ra và đã biết học máy tính, người nói không ai sinh ra đã biết làm Word rồi. Các bạn cần luyện tập và các bạn dành thời gian cho nó, nếu các bạn thực sự thích nó ấy, các bạn sẽ thấy là chúng ta kết hợp thêm nhiều các kỹ năng với phần công cụ, các bạn sẽ có thêm rất nhiều các cái sản phẩm và rất nhiều tiềm năng trong cái cơ hội việc làm sắp tới. Giống như mình có đấy, tham gia hẳn vào một cái mảng hoàn toàn mới ở Việt Nam luôn, đó chính là thiết kế thuyết trình, thiết kế slide. Cái slide em đẹp, các bạn có thể thấy là những cái sự kiện quan trọng thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra. Và mình nghĩ với cái thời điểm bây giờ rất nhiều cơ hội mở cho các bạn, thì mình tin rằng ở trường mình các bạn sẽ có rất nhiều điều kiện. Và đừng lo lắng với các môn thi học văn phòng, chỉ cần luyện tập thôi. Em xin cảm ơn chị. Một tràng vỗ tay ra đường đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì mình rất là mong là chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những cái về không gian, về thời gian, bỏ qua những cái khó khăn về mặt thời tiết cũng như về mặt cơ sở vật chất. Chúng ta hãy ngồi đây để cùng nhau để nghe, lắng nghe những chia sẻ, lắng nghe những kiến thức vô cùng quý báu mà chúng ta không cần phải đi học đâu quá xa cả. Ở ngay đây những người anh, người chị hay cao hơn nữa đó là chính là những người cô, người thầy để giới thiệu cũng như để chia sẻ cho các bạn. Và thông qua đây thì em cũng xin phép được hỏi anh Phương thêm một câu, đó là như em biết được là anh là cựu sinh viên khóa K20 thuộc ngành tài chính ngân hàng, nhưng mà khi ra ngoài đi làm và cũng như để tìm được công việc ổn định thì anh chọn lại là bình luận viên bóng đá. Và hai cái này thường là em thấy là nó khá là khác nhau. Vậy anh có thể chia sẻ là những cái khó khăn mà anh gặp phải trong lúc mà mình làm việc được không ạ, về những cái khó khăn ạ? Khi mà bạn hỏi như thế thì trong đầu mình là nghĩ ngay từ cái chuyện tiếng Anh. Tiếng Anh là một trong những cái rào cản rất là lớn khi mà mình tiếp cận với cái nghề loa nghề làm bình luận viên bóng đá. Bởi vì trong cái quãng thời gian đầu khi mà mới tham gia vào cái môi trường như vậy thì công ty đòi hỏi phải biết dịch tạp chí. Những cái tạp chí bóng đá mà các bạn xem ở trên truyền hình đều là cái thứ mà bọn mình phải bắt đầu dịch. Ở thời điểm đó thì cái sự khó khăn lớn nhất chính là cái kỹ năng của những cái ngôn từ chuyên ngành trong thể thao mà mình sẽ phải trau dồi vào đầu. Thì quãng thời gian đầu nó buồn cười lắm. Có những người không dịch được, mang lên Google dịch, copy xong rồi gửi nguyên cái văn bản này lên cho sếp. Thế là cũng đã bị của trách này đó các thứ. Nhưng mà nhờ có những cái quãng thời gian như vậy, nó kéo dài khoảng 1 năm để dịch cái đồng tạp chí ấy, nó dài khoảng 18 trang A4 và trong vòng 4 tiếng sau này thì xong, vòng 4 tiếng là bọn mình đã có thể dịch được, hoàn thiện nó rồi, mang cái ý nghĩa thực sự là sát nhất có thể để dành cho khán giả. Thì bước đầu là như vậy, sau đó là một cái đương nhiên mình là một cái nghề tay ngang, cũng chả có quan hệ với ai, trong gia đình cũng chả có ai làm cái nghề liên quan đến truyền hình cả. Làm MC là một cái điều rất là khó, thể hiện cái sự tự nhiên khi mình giao tiếp với nhau như thế này. Rồi là khả năng học thuộc của bạn, nhớ kiến thức của bạn như thế nào, hay là đôi khi không phải là học thuộc, đôi khi là bạn phải hiểu vấn đề để mà bạn lên nói trước ống kính máy quay, nói trước, bởi vì bạn biết rằng là có rất nhiều người đang theo dõi bạn, rất nhiều người đang nhìn bạn, bạn chỉ cần nói sai một chút thôi là người ta sẽ đưa ra những cái nhận xét không hay ho gì cả, bởi vì mọi người cũng biết rằng là nghề làm bình luận viên là một nghề làm dâu trăm họ. Nói sai rồi là nói khác một chút so với suy nghĩ của khán giả là họ sẵn sàng ném đá bạn. Và đó là những cái thứ mà bọn mình cũng được truyền đạt lại rằng là tùy những cái nhận xét của khán giả mà chúng ta đưa nó vào đầu mình, hay là chúng ta tiếp nhận nó, hay là chúng ta loại bỏ nó. Thì cái nhận xét mà thực sự mang tính xây dựng thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, còn nếu không thì chúng ta sẽ gạt bỏ nó đi. Đó là những cái thứ rất là khó khăn. Vâng, em xin cảm ơn anh. Em cũng muốn ở đây cho em cũng chia sẻ thật là em là một fan hâm mộ của anh qua kênh Ca Cộng, thì em đã xem anh bình luận viên bóng đá rất là nhiều qua những cái trận đấu vừa xong. Thì có tất cả các sinh viên ở đây thì không biết là anh có thể kiểu thử bình luận một đoạn nho nhỏ về một đoạn bóng đá nào đó để các bạn có thể
thể sôi động hơn đúng không ạ? Quân cho thỏa cho tao nữa đúng không ạ? Ở đây bao nhiêu bạn thể thao vua này ạ? Bao nhiêu bạn đúng nam ạ? Đây đúng không ạ? Bao nhiêu bạn nữ thích đến những anh chàng đội tuyển U23 Việt Nam giơ tay cao lên đúng không ạ? Dạ vâng, và để các bạn hiểu rõ hơn là những con người thầm lặng, những con người để làm cho một cái trận cầu đỉnh cao trở nên thật sự gay cấn, cũng như là để cho một trận cầu nó trở nên hấp dẫn hơn, đó là nhờ những anh chàng, những cô bình luận viên ở sau trận đấu hoặc là ở ngay tại trong trận đấu. Và ngay bây giờ các bạn có muốn anh Phước sẽ thể hiện một chút được không ạ? Có chắc mình chẳng có tay thật lớn ạ. Dạ vâng, không biết là anh để bình luận một đoạn nào đó được không anh? Ở đây có rất nhiều bạn nữ, có lẽ là các bạn cũng nhớ cái khoảnh khắc mà Quang Hải đá phạt vào người Uzbekistan ở trận chung kết vòng chung kết U23 châu Á hôm qua. Có lẽ là lấy cái hình ảnh đó thì các bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn. Như vậy là chúng ta đã có được một quả đá phạt, và người đang đứng trước quả đá phạt này đó chính là Quang Hải, tiền vệ rất sáng tạo và thuận chân trái, một góc sút rất là phù hợp đối với anh. Chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng những cầu thủ U23 Việt Nam đã mới tuyết ra một hình ảnh rất xúc động vào lúc này. Một trong những cơ hội rất quý giá để chúng ta có thể gỡ hòa trong trận đấu ngày hôm nay, khi mà Uzbekistan đã thể hiện rõ sức mạnh của họ khi mà họ được chơi trong một bầu không khí, một thời tiết có thể nói là rất khó khăn cho Việt Nam của chúng ta. Quang Hải, tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã có được bàn gỡ hòa ở trong những thời khắc rất là phải nói là cực kỳ xúc động, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi xúc động không thể nói lên lời nữa rồi. Tỷ số là 1-0. Trận chung kết đang bước tới những giai đoạn cực kỳ khó khăn, cực kỳ hấp dẫn vào lúc này. Vâng, xin cảm ơn. Một trận bóng rất là lớn đúng không? Thứ thực với các bạn là vào đêm qua từ lúc 0 giờ cho tới lúc 5 giờ sáng là mình phải làm gôn, bình luận gôn. Cho nên là cái giọng có thể là đang hơi bị khê một chút, nhưng mà thôi không sao cả, vì niềm vui của chúng ta mà. Cảm ơn các bạn. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Thật là lúc khi nghe anh Phước nói mà làn da của em nổi hết cả lên. Đúng không ạ? Các bạn có ai, bao nhiêu bạn bị nổi da gà giống mình không? Giơ tay cao mình đúng không ạ? Bởi vì thật sự như với những bằng cái tưởng tượng, em hình dung lại cái thời khắc và khoảnh khắc huy hoàng đó, cũng như là bằng cái giọng văn truyền cảm của anh, một giọng văn đầy nỗ lực đúng không ạ? Anh đã lại đưa mọi người, tất cả những các bạn, các quý thầy cô trở lại với khoảnh khắc đó. Vâng, rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay nữa dành cho anh Phước ạ. Bên cạnh anh Phước thì em cũng rất là muốn đến sự chia sẻ đến từ hai cô, gọi hai chị trẻ đúng không ạ? Thì mà các bạn sinh viên vẫn thường hay hỏi đến với cả các thầy cô cũng như là đến với cả là các anh chị khóa trước, là theo anh chị hay theo thầy cô thì chúng ta có nên sinh viên năm nhất có nên đi làm thêm không ạ? Đó là cái câu hỏi rất là nhiều các bạn trẻ muốn hỏi. Ở đây bao nhiêu bạn đã từng đi làm thêm ở ngoài trong thời gian này ạ? Đó, rất là nhiều. Và bên cạnh đó, đâu đó những các bạn giơ tay, có những bạn đang có những cái phân vân giữa ngã ba đường, là không biết là chúng ta có nên đi làm thêm hay không, chúng ta không biết là có nên bươn trải hay là tự cho mình một cái công việc nào đó, nó chỉ mang tính là lấy thêm kinh nghiệm. Thì rất là mong đến từ sự chia sẻ đến từ cô Hồng Anh cũng như là cô Phượng ạ. Xin mời cô. Nói đến vấn đề làm thêm thì thực sự là cô không biết các bạn như thế nào, nhưng còn ngay từ năm thứ nhất là cũng mới bắt đầu bước chân vào trường đại học mà cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, rất là mong muốn được ra ngoài đi làm và kiếm tiền. Và bản thân cô thì cũng có thử là đi làm thêm một số công việc tại năm thứ nhất. Tất nhiên là nó cũng chỉ dừng lại ở mức những cái công việc lao động phổ thông, ví dụ như là làm tại quán cà phê hay là làm tại quán ăn nào đấy thôi. Và cái kinh nghiệm mà cô thấy được rằng là thực ra thì cái làm thêm nó là một cái điều rất là tốt. Khi mà các bạn ra ngoài đi làm, các bạn được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, các bạn sẽ hiểu được, thứ nhất là hiểu được cái giá trị của đồng tiền, các bạn kiếm tiền khó như thế nào. Và các bạn từ đó các bạn sẽ thấy được rằng để mà các bạn được bước chân vào cái cửa đại học thì các bạn thấy rằng bố mẹ và những người xung quanh đã phải hy sinh cho các bạn nhiều như thế nào. Các bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền. Thứ hai là cái môi trường làm thêm nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái kỹ năng, đó là kỹ năng trong giao tiếp và cũng như là một kỹ năng những cái các bạn tiếp thu được thêm về kiến thức trong cuộc sống.
thì bản thân cô cũng cảm thấy rằng là rất là ý nghĩa khi các bạn sinh viên đi làm thêm. Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh những cái mà ưu điểm thì thực tế khi mà chúng ta làm thêm các bạn sẽ phải đánh đổi rất là nhiều, bởi vì khi mà các bạn đi làm chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian học của các bạn. Cho nên có rất là nhiều bạn khi mà làm thêm một thời gian là cái lực học, cái điểm số ở trên trường nó kéo xuống rất là nhiều. Và có rất là nhiều bạn mặc dù là rất muốn được kiếm tiền để mà có thể trang trải một phần cho cuộc sống của mình, nhưng mà cũng phải nghỉ làm để mà tập trung cho học tập hơn. Cái thứ hai là cái vấn đề làm thêm thì các bạn cũng sinh viên, nhất là những bạn sinh viên năm nhất còn rất là ngây thơ. Chúng ta nghĩ là cái chuyện đi làm thêm thì đi làm kiếm tiền thì rất tốt, nhưng mà bên ngoài cuộc sống có nhiều nguy hiểm rình rập. Các bạn sẽ có thể các bạn bị gặp phải lừa đảo vân vân, thì những cái đấy là các bạn cũng cô nghĩ là các bạn cần phải chú ý. Tức là khi các bạn quyết định đi làm thêm hay không, điều đó phụ thuộc vào việc các bạn có sắp xếp được thời gian học tập và các bạn phải đảm bảo được việc học tập ở trên trường hay không. Thứ hai là các bạn cũng phải có những cái kinh nghiệm để mà tránh khỏi những cái điều không hay, ví dụ như là các bạn bị lừa đảo trong cái quá trình các bạn đi làm chẳng hạn. Em xin mời cô. Và ngay sau đây thì em muốn đặt một câu hỏi cho cả ba vị diễn giả ngồi đây. Thì có một bạn sinh viên vừa mới vào trường ạ, thì có hỏi em là cái ngành em định học thì em rất là yêu thích, em rất là mong muốn học ngành đấy, em cũng cảm thấy rất là đam mê với nó. Tuy nhiên là em vẫn không hề có cái hạn mức gì để nó đảm bảo cho sau này. Nhưng mà gia đình em lại hướng em vào một cái ngành khác nó ổn định hơn, theo một sự nghiệp của gia đình đầu ra chắc chắn là sẽ có rồi. Thì theo các chị ngồi đây thì cái bạn sinh viên đó thì nên chọn ngành như thế nào? Em mời chị Phượng trước nhé. Theo quan điểm của mình ạ, thì mình vẫn là hãy làm thêm cái gì mà các bạn thích. Không có cái gì thì bây giờ cái ổn định ạ, đó chúng ta không nói được trước gì về nó. Các bạn còn 4 năm sau đấy các bạn sẽ không thể biết được là ok. Doanh nghiệp QC. Dạ vâng, và bây giờ để quay trở lại với chương trình thì rất là mong các bạn sẽ lại lưu tâm cũng như chú ý trở lại với màn hình lớn cũng như sân khấu khu vực âm thanh ánh sáng một chút để nghe sự chia sẻ đến từ chị Phương ạ. Em xin mời chị. Dạ, thì mình tiếp tục ạ. Đấy là mình vẫn theo quan điểm đó là hãy làm cái gì mà các em thích. Bởi vì sau này khi các em thích em sẽ có động lực để có thể luôn luôn cố gắng và luôn luôn tìm được cơ hội cho mình. Còn khi mà các em làm theo một điều người khác tặng cho các em ạ, và khi có thay đổi thì với bạn chị sẽ cảm giác như là sẽ không có nhiều động lực như việc mình làm cái thứ mình thích. Thì đây là quan điểm của chị, không biết là hai anh chị ở đây thì thế nào? Mình xin được chia sẻ về cái quãng thời gian đầu tiên mà mình ra trường. Thì đó là cái thời điểm mà mình như đã nói rồi, mình thi rất là nhiều vào các ngân hàng khác nhau. Và trước đó thì mình cũng đã từng đi làm ví dụ như là bồi bàn cà phê hay là làm về những cái thứ liên quan đến như là quản trị website. Cái nghề đầu tiên mà mình làm đó là quản trị website thì của một công ty du học, thì đó thực sự là một cái quãng thời gian mà mình cảm thấy mình rất muốn có được việc làm. Rồi mình tham dự vào đó, mình hồi đó lương là 2 triệu một tháng. Thế xong cuối cùng là một thời gian mình cảm thấy rằng là mình học tài chính ngân hàng, mình không thể làm ở đây được, mình sẽ chuyển đến chỗ khác mình làm. Sau khi nghỉ ở đó thì mình bắt đầu chưa tìm được cái công việc liên quan đến tài chính ngân hàng mà. Thế là mình làm bồi bàn cà phê, và bồi bàn cà phê sau đó là mình đi làm liên quan đến một cái công ty tài chính. Thì ở cái công ty tài chính đó mình thấy là đây rồi, đây chắc là một cái nghề mà mình đã tìm kiếm từ trước đến giờ và mình cảm thấy rất là enjoy ở nó, rất là thích nó. Nhưng mặc dù cuối cùng cái công việc đó cũng không đi theo mình đến một cái quãng đời còn lại, mà chúng nó sẽ lại còn thay đổi và nó bước tới một cái giai đoạn khác. Đó là một cái giai đoạn mà mẹ mình cảm thấy tại sao cái thằng con mình lại cứ lơ mơ như thế này. Thế là mẹ mới chia sẻ và bảo là hay là mẹ xin cho mày vào ngân hàng nhé. Thế nhưng mà ở thời điểm đấy thì nói thật là bản thân mình không muốn cái công việc của mình lại liên quan đến gia đình phải đi xin chết này nọ các thứ cả. Thì lúc đó mình có nói với mẹ của mình rằng là mẹ để cho con 1 năm con tìm công việc, nếu mà trong vòng 1 năm đấy con không tìm được việc thì mẹ muốn làm gì con mẹ làm. Thế xong rồi đủ 1 năm thì vừa trong 1 năm thì mình tìm được cái nghề mà mình đang làm bây giờ. Và có thể nói đó là cái
cả một quá trình mà các bạn phải thử tất cả những công việc mà mình muốn làm, trải qua, và nó sẽ phải tách biệt ra với cái suy nghĩ của gia đình áp vào cho các bạn. Mình rất là đồng tình với cô Lan Phượng là chúng ta phải đi theo cái sở thích của mình đã, để rồi sau đó mình mới biết được rằng là cái nghề nào là cái nghề mà mình muốn tìm ở trong tương lai. Vâng, em xin cảm ơn anh. Cũng giống như là một câu nói mà em Hưng nghe rất là hay, đó gì ạ? Đó là nghề chọn người chứ người không chọn nghề, đúng không ạ? Vâng, và thông qua đây thì em còn một câu hỏi nữa để dành cho ba vị diễn giả. Đó là một câu hỏi mà em thấy có rất là nhiều các bạn học sinh trong và ngoài trường đều có những cái thắc mắc đến với cả là trường Đại học Thăng Long, đó là gì ạ? Trường mình là một trong môi trường có nổi tiếng với câu hỏi đó là vào dễ ra khó. Dạ vâng, đúng ạ. Và giờ bây giờ thì mình, anh chị có những cái suy nghĩ cũng như là có những cái nhận định sao về cái vấn đề này ạ? Em xin mời chị ạ. Chắc chắn là các bạn tân sinh viên khi mà mới vào trường Đại học Thăng Long thì luôn luôn nghe đến một cái câu này, đó là học thật thi thật. Thì thực tế là cái câu vào dễ ra khó thì chắc là theo mình nghĩ là nó liên quan cũng một phần đến câu này. Chính bởi vì là chúng ta học thật, chúng ta thi thật, cho nên là nó chỉ dễ với những người nào học thật. Thế còn mà những cái bạn sinh viên nào mà chúng ta quá chảnh mảng trong học tập thì rõ ràng là sẽ là gì ạ? Ra khó. Tuy nhiên thì đây là cái điều mà đặc điểm mà mình cảm thấy là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thăng Long và tất cả các trường đại học khác. Bởi vì khi các bạn vào trong một cái môi trường như thế này, các bạn chỉ biết đến học thôi, học và học để có thể nâng cao được kiến thức của mình, các bạn mới ra được trường. Và đây cũng là cái cách để các bạn trau dồi kiến thức của mình để sau này các bạn có thể ra trường, các bạn tự tin, các bạn làm được việc. Bởi vì bây giờ các bạn phải khẳng định luôn rằng là khi ra trường, chúng ta dù bằng cấp có đẹp đến đâu, tốt nghiệp từ một cái ngôi trường danh tiếng như thế nào, nhưng nếu các bạn không có thực lực thì các bạn không thể làm được điều gì hết. Thế nên là muốn bây giờ là ra ngoài có thể xin được việc, có thể có được một công việc tốt, đam mê, theo đam mê của mình, thì các bạn phải tự trau dồi cho mình kiến thức đầu tiên. Và ở trường Đại học Thăng Long thì đúng là như thế, các bạn phải học thì các bạn mới thi được và các bạn mới ra được trường. Nhưng mình cảm thấy cái môi trường học tập ở Thăng Long rất là tốt vì cái tính học thật và thi thật đấy. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ em muốn hỏi anh Phước một chút là anh là người đã có kinh nghiệm học rất là ngày trước tại trường Thăng Long rồi, theo anh thì cái nhận định này như thế nào ạ? Thực ra thì ngày trước mình mới vào trường thì mình cũng thấy rằng đây là một cái câu mà nó khiến cho mình khá là suy nghĩ. Nhưng mà mình thấy cũng như cô vừa chia sẻ ở đây thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta học thật thi thật nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Xin chia sẻ một câu chuyện về cái thời điểm mà mình còn học cái môn gọi là môn công nghệ ngân hàng. Môn công nghệ ngân hàng thì cái ngôn từ chuyên ngành rất là khó hiểu và khó nhớ. Thì đó là cái môn duy nhất ở trong trường này mà em xin lỗi các thầy các cô là em đã quay bài trong cái môn đấy. Tuy nhiên khi quay bài ở trong cái phần lượt đi đấy thì thì em chỉ được có 5 điểm thôi. Có lẽ thầy cũng nhận được rằng là chắc là mình quay bài nên là thầy chỉ cho 5 điểm. Thế xong rồi em không bằng lòng cái điểm đấy, em mới thi lại, tức là mình thi nâng điểm. Thì đó là thời điểm mà em không quay bài nữa và cái điểm của em được tăng thêm được 1 điểm nữa. Điểm ở thời điểm đó là 6 điểm, thì cảm thấy rất là hài lòng. Và đó cũng là cái môn duy nhất mà em thấy rằng là mình đã quay bài nhưng mà sau đó mình thi lại và cảm thấy rằng là thà rằng mình học còn hơn là cái chuyện mà mình quay bài. Bởi vì sao? Bởi vì các thầy cô đây hiểu rằng là những cái gì mình ghi chép ở sau đó mình chép lại vào trong cái bài thi là hoàn toàn có thể nắm được, hoàn toàn có thể nắm được. Như thế thì đó là cái thứ mà các thầy cô hoàn toàn có thể nắm được. Và các thầy cô luôn là những cái người mà hiểu rõ học sinh mình nhất. Và chia sẻ về cái chuyện mà ra trường khó thì cũng không khó lắm đâu. Mọi người cứ làm theo những cái gì mà thầy cô gọi là giảng dạy ở trên lớp ấy, những cái bài tập mà thầy cô cũng đã giảng cho mình. Kiểu gì đi thi thì các thầy cô cũng cho trong cái dạng đấy thôi, không cho bên ngoài đâu. Cho bên ngoài học sinh làm sao mà làm được, đúng không ạ?
chia sẻ đến từ anh Phước đúng không ạ? Và MC Hưng rất là muốn là ngày hôm nay là chúng ta đó là một buổi giao lưu, một buổi chia sẻ. Chính vì vậy là ngoài những câu hỏi đến từ ban tổ chức thì Hưng rất là muốn ở phía dưới trong khán phòng ngày hôm nay sẽ có những câu hỏi để đặt cho những diễn giả. Thì cũng không biết là có những bạn nào có đủ khả năng, đủ tự tin, chúng ta sẽ có những câu hỏi để chia sẻ cũng như muốn đặt với cả những diễn giả, các anh, các chị. Chúng ta hãy bỏ qua những cái rào cản đó là diễn giả đi. Đây chỉ là những người anh, người chị đi trước chúng ta 1-2 năm, có thể là nhiều giờ 4-5 năm đó, và sẽ là những người sẽ chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều kiến thức trong cuộc sống, đúng không ạ? Và bây giờ thì Hưng rất là muốn những cánh tay đến từ các bạn trong khán phòng đó ạ. Bởi vì Hưng biết đó là các bạn sinh viên trường Đại học Thăng Long là một trong những sinh viên vô cùng năng động, vô cùng trẻ trung và cực kỳ là có những cái tôi riêng, có những cái cá nhân riêng, đúng không ạ? Và mình rất là mong các bạn sẽ có những cái câu hỏi đặc sắc. Không biết có bạn nào có câu hỏi không? Vâng, có một bạn giơ tay cao đúng không ạ? Giơ tay cao đây đó. Tôi xin mời bạn ở cái đầu tiên nhé.